Chặng đường 10 năm kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất năm 2010 đến nay, vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã có nhiều sự đổi thay và phát triển mạnh mẽ. Đó là kết quả, là thành tựu từ chủ trương của Đảng, Nhà nước trong đầu tư chăm lo cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên mọi lĩnh vực, từ phát triển kinh tế xã hội cho đến bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa. Để có những thành tựu to lớn ấy, còn là sự nỗ lực vươn lên không ngừng của đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong đó, có rất nhiều những tấm gương điển hình đã luôn đi đầu, chấp nhận gian khó, nỗ lực, sáng tạo, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của cá nhân, gia đình và cộng đồng. Những tấm gương ấy xứng đáng được tôn vinh để lan tỏa và củng cố hơn nữa niềm tin của đồng bào đối với Đảng. Để dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc thiểu số Việt Nam luôn bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước. Vùng dân tộc thiểu số và miền núi, dù là địa bàn xa xôi, hạ tầng còn nhiều khó khăn, song lại là nơi có nhiều lợi thế để phát triển du lịch. Từ cảnh quan thiên nhiên, khí hậu cho đến đời sống, bản sắc văn hóa truyền thống. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương nhằm thúc đẩy du lịch phát triển. Trong đó có du lịch ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nổi bật phải kể đến là quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định 201/QĐ-TTg ngày 22 tháng 1 năm 2013. Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị ngày 16 tháng 1 năm 2017 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trên cơ sở các chủ trương này, các địa phương đã cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chính sách, đề án của địa phương mình, từ đó lan tỏa tới người dân, cộng đồng, xây dựng và phát triển nhiều mô hình du lịch hấp dẫn. Những cánh rừng, những thửa ruộng bậc thang, cùng đời sống của đồng bào người Dao tạo nên vẻ đẹp và sức hấp dẫn ở thôn Nậm Hồng, xã vùng cao Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Cũng bởi vẻ đẹp ấy mà từ năm 2015, công tác phát triển du lịch đã được huyện Hoàng Su Phì định hướng, hỗ trợ người dân thực hiện với mô hình du lịch cộng đồng. Gia đình anh Triệu Mình Kinh là một trong những hộ đầu tiên làm du lịch ở thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên. Từ chỗ chỉ biết cầm cây cuốc lên nương, cây cày ra ruộng, thì giờ đôi bàn tay này tập trung chăm chút cho homestay của mình. Ngày nào cũng vậy, công việc của vợ chồng anh Kinh là dọn dẹp nhà cửa, sửa sang, trang trí và chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo để đón tiếp khách du lịch. Dân tộc Dao cũng đã được sinh sống ở đây rất là lâu đời và qua những thời gian lao động sản xuất thì cũng tạo ra những cái khung cảnh ruộng bậc thang rất là đẹp và những cái nét văn hóa sinh hoạt của đồng bào ở nơi đây. Và chính dựa vào những cái điều kiện đó thì mình cũng quyết định là mình sẽ đưa du lịch cộng đồng vào với bản làng của mình, mong muốn rằng là sẽ tạo ra những cái đổi mới cho bà con và có thu nhập tốt hơn cho gia đình mình và những người xung quanh. Cùng với anh Kinh, dần dần nhiều hộ gia đình ở Nậm Hồng cũng đầu tư sửa sang nhà cửa để làm homestay, để biến Nậm Hồng trở thành một điểm du lịch hấp dẫn. Năm 2017, Hợp tác xã du lịch cộng đồng Nậm Hồng được người dân trong thôn thành lập. Hợp tác xã đứng ra kết nối toàn bộ 37 hộ dân trong thôn, phối hợp, phân công công việc để đón tiếp khách, phục vụ ăn ngủ, nghỉ, cũng như dẫn khách du lịch đi tham quan, khám phá đời sống, các nét văn hóa của đồng bào người Dao ở thôn. Với cách làm này, giờ Nậm Hồng đang ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách, nhất là với những khách du lịch ưa thích khám phá, trải nghiệm. Điều tôi rất thích khi tới đây là đi bộ trên những triển đồi và thưởng thức ẩm thực ở đây. Chúng tôi đã nhóm lửa, nướng BBQ và thưởng thức giữa thiên nhiên. Mọi người tôi gặp ở đây đều rất thân thiện, đồ ăn thì rất ngon. Và tôi đặc biệt thích sự yên tĩnh trên những ngọn đồi, những dãy núi mà chúng tôi khám phá.
in the hills and mountains. Trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, định hướng 2030, thì một trong những dòng sản phẩm chính được ưu tiên phát triển là du lịch sinh thái, khám phá hang động, du lịch núi, du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn. Đây cũng là lợi thế của vùng dân tộc thiểu số và miền núi đang được nhiều địa phương tận dụng để xây dựng và phát triển các mô hình du lịch. Huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đang sở hữu một cánh rừng pơ mu đại cổ thụ rộng hơn 4.500 hectare với hơn 1.700 cây pơ mu được công nhận là cây di sản. Những cánh rừng pơ mu quý hiếm này từ bao đời được đồng bào cơ tu nơi đây gìn giữ và giờ cũng đang được giao cho cộng đồng nơi đây quản lý. Gắn kết với nhiệm vụ giữ rừng, chính quyền địa phương đã quyết định biến nơi đây trở thành một điểm đến du lịch với việc thành lập các tour du lịch khám phá đại ngàn. Những tuyến đường tuần tra, bảo vệ rừng của cộng đồng giờ trở thành những tuyến để khách du lịch đi bộ, trải nghiệm công việc giữ rừng của đồng bào cơ tu. Giữa khu rừng di sản, du khách còn được tìm hiểu, khám phá nét văn hóa, tín ngưỡng giữ rừng của đồng bào nơi đây. Tham gia một cái lễ hội tế rừng ở phía trên cái rừng Pơ Mu thì em cảm thấy rất là thú vị về cái phong tục này. Khi mà mình lên đây là tạo cho mình một cái không gian là thư giãn, sống trải mình rất là nhiều và với thiên nhiên. Thì nếu như mà sau này cái khu rừng sinh thái Pơ Mu này được phát triển thì em thấy rất là triển vọng nhiều. Để tạo nên điểm nhấn cho điểm đến du lịch này, chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân thành lập làng sinh thái Pơ Mu nằm giữa rừng. Tại đây, du khách cũng được hòa mình vào những bản sắc văn hóa của đồng bào cơ tu. Nhiều lễ hội gắn với tín ngưỡng của đồng bào cơ tu như lễ tạ ơn rừng, lễ cúng lúa mới cũng được tổ chức trở thành một không gian văn hóa thu hút khách du lịch tới khám phá, trải nghiệm. Khai thác thêm các cái giá trị về thiên nhiên hiện có ở Tây Giang để làm sao tất cả có thể tập hợp lại thành một cái điểm sáng về du lịch để thu hút du khách không những trong nước và nước ngoài đến với Tây Giang và qua đó vừa để quảng bá cái văn hóa đặc sắc và cái thiên nhiên phong phú của một huyện vùng cao của tỉnh Quảng Nam. Bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số đang trở thành lợi thế riêng có được nhiều địa phương phát huy để thu hút khách du lịch. Bởi mỗi vùng miền khác nhau, mỗi dân tộc khác nhau lại có những bản sắc độc đáo khác nhau. Từ đời sống sinh hoạt, ẩm thực cho đến các nét đẹp về văn hóa, văn nghệ, các lễ hội truyền thống của các dân tộc đều có thể trở thành các sản phẩm du lịch. Đây là không gian văn hóa trong tuần lễ hội Óc Om Bóc Vua Ghe Ngo, tỉnh Sóc Trăng. Lễ hội truyền thống này của đồng bào Khmer những năm qua luôn được tỉnh Sóc Trăng chú trọng với các chính sách bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lễ hội gắn với phát triển du lịch. Cũng trong lễ hội Óc Om Bóc, đua ghe ngo cũng đã được tỉnh Sóc Trăng tổ chức với quy mô ngày càng mở rộng qua từng năm. Đây cũng là nét văn hóa đặc trưng được tỉnh Sóc Trăng tập trung khai thác để phục vụ du lịch. Với quy mô, sự bài bản trong tổ chức cũng như chú trọng phục dựng nhiều nét văn hóa truyền thống, từ năm 2013, lễ hội Óc Om Bóc Đua Ghe Ngo Sóc Trăng đã được nâng lên thành lễ hội quốc gia. Đây trở thành dịp nhiều du khách tìm đến. Ước tính mỗi năm có hàng chục ngàn khán giả, khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm vào các ngày diễn ra giải đua ghe ngo truyền thống của đồng bào Khmer. Đây là một trải nghiệm mới, rất thú vị khi tôi được đến đây xem đua ghe ngo vì ở nước Mỹ không có cuộc đua ghe như thế này. Nếu năm tới tôi vẫn còn ở Việt Nam thì chắc chắn tôi sẽ tiếp tục đến xem đua ghe nữa. Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, chiếm hơn 30% trong tổng dân số của toàn tỉnh. Việc tổ chức giải đua ghe ngo của đồng bào dân tộc Khmer được tỉnh tổ chức hàng năm, thông qua đó cũng đã góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, cũng như là góp phần đẩy mạnh phát triển ngành du lịch của tỉnh Sóc Trăng, cũng như là trong cái việc mà quảng bá hình ảnh của Sóc Trăng đến với du khách trong và ngoài nước. Trên cơ sở quy hoạch định hướng của Đảng, Nhà nước, với sự chủ động của các địa phương và nhất là của người dân,
của cộng đồng, phát triển du lịch ở miền núi đang ngày càng khởi sắc. Nếu như 10 năm trước, du lịch ở miền núi hầu như còn ở mức sơ khai, thì đến nay, ở ngay cả các địa bàn vùng sâu, vùng xa, nhiều mô hình du lịch homestay trở nên phổ biến, ngày càng bài bản và chuyên nghiệp. Nhiều địa phương ở miền núi đã chủ động xây dựng các đề án phát triển du lịch của địa phương mình. Trong đó, quy hoạch xây dựng các điểm du lịch, đồng thời đề ra nhiều cơ chế hỗ trợ người dân, cộng đồng. Gia đình chị Lường Thị Thảo là một trong 4 gia đình ở xóm Ké làm mô hình homestay để đón khách du lịch. Ngay từ những ngày đầu, các hộ dân như chị Thảo được địa phương hỗ trợ tập huấn, đào tạo, rồi kết nối với các dự án về du lịch cộng đồng để xây dựng nhiều hoạt động trải nghiệm, khám phá cho du khách. Nhờ vậy, sau 5 năm, nhiều hộ dân người Mường ở xóm Ké đã làm du lịch chuyên nghiệp, bài bản. Khách đến đây thì họ thích không khí trong lành này, với lại đồ ăn thì cũng của địa phương của mình, đồ ăn ngon nên mọi người đến đây họ rất thích. Xong lại mọi người sẽ đi tham quan các dịch vụ ngoài lòng hồ như là chèo thuyền kayak hoặc vào suối, khám phá những cái chỗ còn hoang sơ. Xóm Ké là xóm với chủ yếu là đồng bào Mường sinh sống, với nhiều nét đời sống văn hóa đặc trưng được gìn giữ, lại có lợi thế cảnh quan nằm kế bên vùng lòng hồ sông Đà, nên từ năm 2015, nơi đây là một điểm được huyện Đà Bắc lựa chọn xây dựng mô hình du lịch cộng đồng. Các hộ dân được hướng dẫn, tập huấn về kỹ năng làm du lịch, được hỗ trợ để chỉnh trang lại nhà cửa và xây dựng các sản phẩm du lịch. Nhờ vậy, điểm du lịch ở xóm Ké ngày càng bài bản, có lượng khách ổn định, giúp gia tăng thu nhập cho người dân. Bắt đầu năm 2014, thì gia đình làm dịch vụ như này. Từ ngày có dịch vụ như này, nếu mà khách đều thì gia đình thì có thu nhập so với mình làm nghề nông thì nó cao hơn, nó hiệu quả hơn. Thực tế lâu nay, thu nhập của người dân ở miền núi phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp. Trong bài toán nâng cao thu nhập hiện nay, thì phát triển du lịch là một hướng đi mới, góp phần phát huy lợi thế của nông nghiệp, nông thôn để tạo ra các sản phẩm du lịch đặc thù, hấp dẫn, vừa giúp chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Xin Suối Hồ là bản với 100% dân tộc Mông của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Trước đây, sinh kế của người dân trong bản đều dựa vào canh tác nương rẫy. Từ quá trình xây dựng nông thôn mới, người dân trong bản cùng nhau chỉnh trang lại nhà cửa, cảnh quan làng bản. Cộng với khí hậu trong lành, mát mẻ và nhiều nét đẹp đặc trưng của đồng bào người Mông, Xin Suối Hồ được xây dựng trở thành điểm du lịch. Với mô hình du lịch cộng đồng, giờ mỗi năm nơi đây thu hút khoảng 30.000 lượt khách tham quan, mang lại thu nhập chung cho bản khoảng 3 tỷ đồng. 123 hộ dân ở Xin Suối Hồ vốn là người nông dân thì giờ đều tham gia làm du lịch với nhiều hình thức khác nhau. Từ bán hàng, đồ lưu niệm, dẫn khách tham quan hay làm dịch vụ lưu trú, phục vụ ăn uống. Từ lúc đầu thì bây giờ mình làm thì bà con cũng chả hiểu cái gì, thì bà con cũng nghĩ là nếu mà làm như thế thì có khi không được, nhưng mà tuy nhiên bà con là mình cái này là mình, cái thứ nhất là mình làm tốt cho mình, cái thứ hai là mình làm tốt cho cả bản mình, thì sau này thì bà con thấy rồi thì sẽ có khách người ta đến với mình. Nhờ phát triển du lịch mà người dân ở Xin Suối Hồ cũng chuyển đổi tư duy hướng phát triển kinh tế, mà rõ ràng nhất là mô hình trồng hoa địa lan này. Cả bản giờ phát triển khoảng 10 hectare hoa địa lan. Đây vừa giúp tạo không gian, cảnh quan đẹp của bản để thu hút khách du lịch, đồng thời trở thành một sản phẩm du lịch được nhiều du khách chọn mua, mang lại thu nhập cao cho người dân. Đối với gia đình em thì chỉ tầm khoảng là 3-40 triệu một đợt mình bán được, còn cũng không nhiều lắm. Còn có nhà một số anh em trong bản như anh Hàng A Dơ thì hàng năm thu được tầm khoảng 100-200 triệu một năm và thu nhập lang. Nhưng sau khi chuyển sang là làm du lịch rồi, người ta có cái buôn bán trao đổi và đồng thời một số hộ đấy thấy cái hiệu quả kinh tế đó cao hơn, người ta thậm chí người ta còn một số hộ người ta không chuyển đổi hình thức sản xuất, đó là người ta không trồng ngô trồng lúa nữa, người ta chuyển sang phát triển lan rồi
rồi trồng các cây có giá trị kinh tế cao hơn, thu hút được hàng năm đem doanh thu lớn hơn. Sự chủ động dù đã đạt nhiều kết quả tích cực, song phát triển du lịch ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện. Có thể kể đến là bài toán đầu tư phát triển hạ tầng du lịch ở miền núi, nhu cầu nâng cao hơn nữa kỹ năng làm du lịch cho người dân, cộng đồng, khâu quảng bá và kết nối tour tuyến cho du lịch ở miền núi, vân vân. Trước thực tế này, để tạo ra cú hích cho du lịch ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, tới đây, ngành văn hóa du lịch và ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ triển khai nhiều hơn các giải pháp với những cơ chế chính sách cụ thể để liên kết chặt chẽ, hướng tới đạt được mục tiêu kép, vừa hoàn thành tiêu chí nông thôn mới, vừa đưa du lịch phát triển trở thành ngành kinh tế quan trọng. Chúng tôi lưu lên 5 cái nhóm nhiệm vụ và giải pháp để mà triển khai đưa du lịch vào phát triển. Trước hết là phải rà soát, đánh giá lại cái tài nguyên du lịch để làm rõ xem địa phương nào có ưu thế về tài nguyên du lịch, rồi từ đó ưu tiên trong chỉ đạo phát triển du lịch ở nông thôn, cũng như là sẽ ban hành một cái bộ tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch để làm sao đấy là nâng cái chất lượng dịch vụ của du lịch nông thôn lên để đáp ứng cái nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch khi đi du lịch. Cái giải pháp thứ hai đấy là phải phát triển nguồn nhân lực cho du lịch nông thôn. Tổng cục du lịch chúng tôi sẽ xây dựng các tài liệu để mà hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng cho bà con nông dân làm du lịch, nhất là du lịch cộng đồng, du lịch homestay, rồi là tổ chức các chương trình tập huấn, các khóa đào tạo ngắn ngày cho vùng núi, vùng sâu, vùng xa, cho các địa bàn, những người làm du lịch. Cái giải pháp thứ ba nữa đấy là đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến, giới thiệu sản phẩm của du lịch nông thôn ra thị trường trong nước và thị trường thế giới. Đồng thời là triển khai các chương trình xúc tiến quảng bá, hỗ trợ khai thác những cái sản phẩm này cho bà con nông dân. Cái giải pháp thứ tư đấy là xây dựng những cái mô hình điểm để vừa là những cái đầu tàu dẫn dắt du lịch ở tại các địa phương, nhưng mà đồng thời cũng thông qua đó để tạo ra những cái mô hình chuẩn để tổ chức giao ban, hướng dẫn, học hỏi kinh nghiệm cho bà con nông dân khi mà phát triển các sản phẩm du lịch ở địa phương mình. Và cái giải pháp thứ năm đấy là hoàn thiện những cái cơ chế chính sách cho du lịch nông thôn để rồi từ đó phát huy du lịch của khu vực này. Giai đoạn 2021-2025, du lịch sẽ tiếp tục được định hướng phát triển hơn nữa nhằm cụ thể hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Gắn với đó, nhiều chủ trương, chính sách đang được tiếp tục triển khai, trong đó nổi bật là Nghị quyết 88 năm 2019 của Quốc hội. Và sau đó là Nghị quyết 12 năm 2020 của Chính phủ về triển khai đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Trong đó có riêng một dự án về phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với những cơ chế, chính sách đang và sẽ được triển khai cộng với sự chủ động sáng tạo của người dân, của cộng đồng, sẽ mang lại những triển vọng lớn để thúc đẩy du lịch ở miền núi, đưa du lịch trở thành hướng đi hiệu quả gắn với mục tiêu giảm nghèo, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế xã hội cho người dân, đồng bào các dân tộc thiểu số.